Dukho sama na sangwaso dukhanu pati tathagu tatmana chan thagu siyang na charukha dupati to siyang dupa pechang dura firanang dura wasa gaharukhang garadukhang dukho sama na sangwaso Dukhanu panti tathagu tatmana chathagu siyana chadukhanu pati to siyam. Vui hành xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bàn không đồng khổ, trôi năng luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Khổ thay đời sống xuất gia, vui thay đời sống không nhà, khổ hơn. Tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi. Bạn bè không hợp, chán ôi, làm sao người nữ khách, làm người nữ khách, luân hồi càng thương. Vậy lên dừng gót đoạn trường, theo chi biết khổ, vẫn bươn chải hoài. Bản phổ thơ của Ngài với Đức ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và sư Sư Nhượng Mích Chư Rung. Dạ, sư thú nhân thay, dạ kính cảm ơn Đại Đức Tự Nhẫn. Dạ, cảm ơn Đoàn Đông đã cho biết gian đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Đạo Tràng. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể câu pháp cú số 302. Đức Bạc Ba Trăng Đu Ra Phi Ra Măng Đu Ra Hoa Sa Ga Ra Đục Kha Đục Khô Sa Ma Na Sam Hoa So Đục Kha Nu Pa Ti Ta Tha Gu Tasma na tha gu si ya na cha dukkha nu ba ti to si ya duk ba ba chang du ra phi ra hamang Dura wa sa ga ra duk kha Duk kho sa ma na sam wa so Duk kha nu ba ti ta tha gu Asma na cha tha gu si ya Na cha dukkha nu bati to siya. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sẵn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó ăn đời sống không nhà khó hơn, tại gia phiền não dập dượt, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi. Bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách
luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn trải hoài. Và khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, tự nhiên đã kể. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Xích Rạng Đông. Dạ, mời chị Xích Rạng Đông. Sa thố, kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 302. Đúc bắp bách trần đu ra phi ra mằng đu ra hoa xà khá ra đúc khà đúc khô xá mà ná sằng hoa xô đúc khà nú ba tí tá tha gu tá mà ná chá tha gu xí già ná chá đúc khà nú ba tí tồn xí già đúc bắp bách trần đu ra phi ra mằng đu ra hoa xà khá ra đúc khà đúc khô xá mà ná sằng hoa xô đúc khà nú ba tí táp tha gù tát mà ná cháp tha gù xí già ná chá đúc khà nú ba tí tồn xí già đúc bắp bắp trần đu ra phi ra mằng đu ra hoa xà khá ra đúc khà đúc khô xá mà ná sằng hoa xô đúc khà nô ba tí tá tha gu tá mà ná chá tha gu xí già ná chá đúc khà nô ba tí tù xí già vui hạnh xuất gia khó tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ rồi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đúc bắp bách trần đu ra phi ra măng đu ra hoa xà khá ra đúc khà đúc hồ xa mà ná sằng hoa xô đúc khà nú bát tí tá tha gù tát mà na cha tha gù xí già na cha đúc khà nu ba tí tù xí già khó thai đời sống xuất gia an vui đời sống không nhà khó hơn tại gia phiền não dập dồn lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi bạn bè không hợp chán ôi người, làm người nữ khách luân hồi càng thương vậy nên dừng gót đoạn trường theo chi biết khổ dẫn bươn trải hoài. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Sương Mai. Dạ, xin cảm ơn chị Rạng Đông. Dạ, con Sương Mai. Nam mô Buddha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 302. Đúc ba bát chăng đú ra phí ra năng đú ra hoa xà gá ra đúc khà đúc khô sầm ma ná sẵn hoa sô đúc khà nú ba tít tá thá gù tá mà ná chá tha gù nát chá đúc khá nú bà tít tô xí già đúc ba ba chằng đúc ba ba chằng đú ra phi ra năng ra măng đú ra hoa xa gá ra đúc khà đúc khô sa mà ná sanh hoa sô đúc khà nú ba tít tá thá gù tá mà ná chát thá gù nát chá đúc khá nú ba tít tô xí già đu ra pa chăng đu ra vi ra năng đu ra wa sa ga ra đu kha
đu khổ sam ma na sang qua số đu kha nu pa thì ta tha gu ta ma na cha tha gu na cha đu kha nu pa thì to si ya đu pa pa chăng đu ra phi ra năng đu ra qua sa gà ra đu kha đu khổ sam ma na sang qua số dukha nupati ta tha gu tat mana cha tha gu na cha dukha nupati to si ya vui hạnh xuất gia khó tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ vậy chứ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ bao khổ thơ hòa thượng Minh Châu khó thay đời sống xuất gia an vui đời sống không nhà khó hơn tại gia phiền não dập dồn lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi bạn bè không hợp chán ôi làm người lữ khách luân hồi càng thương vậy nên dừng gót đoạn trường theo chi biết khổ vẫn bươn chải hoài và bản khổ thơ hòa thượng Như Đức. Dạ con kính mời cô Cẩm Vân và mời cô Thâm Hết Cha Lý nha. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sông Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài có Phật cú số 302. Đúc Pát Phá Chăng Đúc Rá Bí Rá Măng Đu ra hoa sa, gá ra đúc kha, đúc khổ xá mà, ná sang hoa sô, đúc kha nú phá, tí tát tha gu, tát ma ná chát, tha gu xí gia, ná chá đúc kha, nú phá tí tô xí gia, đúc phát, phá chăng đúc rá pí rá măng đúc ra hoa sa giá ra đúc kha đúc khổ xá ma ná sang hoa sô đúc kha nú pá tí táp thá gu táp ma ná chát thá gu xí gia ná chá đúc kha nú pá tí tô xí gia đúc pát pá đúc bát bát chăng đu ra bí ra năng đu ra hoa xa gá ra đúc kha đúc cô xá ma ná sang hoa sô đúc kha nú phá tí tát tha gu tát ma ná chát tha gu xí gia ná chá đúc kha nú pá tí tô xí gia vui hạnh xuất gia khó tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ quậy chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ bản dịch của hòa thượng Minh Châu khó thay đời sống xuất gia an vui đời sống không nhà khó hơn tại gia phiền não dập dồn lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi bạn bè không hợp chán ôi làm người lữ khách luân hồi càng thương vậy nên dừng gót đoạn trường theo chi biết khổ vẫn bươn chải hoài bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của sư Trần Đạo. Giá em mô thăm ma giá em mô sân khai giá con kính lĩnh lễ thượng tổ như hạnh đại đức tự nhận cùng chư túc tăng kính lễ của thiên nữ thăm ma trà lý
kính chào với anh chị đang đạo tràng. Cảm ơn chị Ngọc Huyền cho biết kính hiệu nghe rõ. Con xin kể cho kinh Phật cú số 302 ạ. Được ba bao cha đi ra pi ra nó đi ra qua xa và ra lúc xa được khô sa ma nà sang qua số đức ca nô pa thì ta khá lư ta sva na cha thân thà vô sĩ giá na cha đô kha nà ba pi tô sĩ giá. Ba ban chăng đồ ra bi ra nắng đồ ra hoa sa gà ra đúc kha đồ khô sa ma nà sang hoa số đúc kha nô phát tì ba tì ta tha thu ta sma na chát tha hu si ya na cha đúc kha nô pa ti tô si ya. Nuôi hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn đồng không đồng khổ, trôi lao luôn hồi khổ, vậy chớ sống luôn hồi, chớ chạy theo đau khổ. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đù ba ba chăng, đù ra bi ra nắng, đù ra qua xa, và ra đúc kha. Khô sa ma nà sang hoa số đức ca nô pa tì ta tha hu ta sma na cha tha vô si ya na cha đức ca nô pa tì tô si ya. Khó thai đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn. Tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi. Bạn bè không hợp chán ôi, làm người gửi khách liên hồi càng thương. Vậy nên dừng gót nọ trường, theo chi biết khổ dẫn luôn chạy vào. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn chị Thằng Đông đã bớt bài ạ. Và cô xin gửi nhất lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tại Duyên, con kính chào quý đạo hữu, con kính chào bác Cẩm Vân, con kính chào quý đạo hữu và con xin phép đọc câu Phật ngôn 302. Đức Bát Bát Chăng Đú Ra Phi Ra Năng Đú Ra Qua Sa Ga Ra Đúc Kha Đúc Khô Sá Ma Na Sang Qua Sô Đúc Kha Nú Ba Tí Thát Tha Cù Tát Ma Na Chát Tha Cù Sĩ Gia Na Cha Đúc Kha Nú Bá Tí Tô Sĩ Gia. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó. Sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn. Tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi, bạn bè không hợp chán ôi, làm cho lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường, theo chi biết khổ, vẫn bươn trải hoài của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân đạo tràng, con kính xin gửi mít đến đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Sa thú kính cảm ơn tâm pháp rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn cô tu nữ Tây Duyên Xích Đăng Đông tâm pháp cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, Nhật Bình kính cảm ơn.
cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Sẵn Đông, Xích Sương Mai, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Tâm Pháp đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới Câu Pháp Quốc Kinh số 303. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức tự nhận dặn dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hai Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Há Tô Sam Ma Sam Bú A Ta Há Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Há Tô Sam Ma Sam Bú A Ta Há Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Há Tô Sam Ma Sam Bú A Ta Há Sa. Phạm Thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhâm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy định giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hư dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ dạp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Ha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tịch, đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp của kinh chấu 303. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư, sẽ cho con một tín hiệu ạ. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Đến bây giờ thì chúng con rất là tự tin và rất là hạnh phúc hiểu được giáo pháp của Đức Phật và đền đáp những cái công ơn của những cái người Phật tử đã mà giữ gìn chánh pháp của Đức Phật. Và chúng ta sẽ đi trên con đường này để giải thoát khỏi sanh tử. Và chúng ta hãy nhớ rằng bất cứ khoảnh khắc nào cũng không có ai ở đây, chỉ có các pháp. Cái nghe có duyên chúng nghe âm thanh, chúng làm việc nghe, không có ai nghe hết. Cái ngửi, chúng làm việc ngửi. Cái nếm, chúng làm việc nếm. Tâm tử, làm việc tử. Tâm tham, làm việc dính mắt. Tâm sân, làm việc la hét. Tâm nếm, ngửi, vùi. Tâm nếm, ngửi, nếm vị. Tâm ngửi, chúng ngửi mùi. Không có khoảnh khắc nào có con người hay ai đó, mà chỉ có pháp. Hãy quay về với khoảnh khắc này, chúng ta sẽ chạm mặt được với Lý Tứ Thánh Đế ngay trong đời sống của mình. Giáo pháp thật là vi diệu, nhưng mà không ai để ý tới, chúng ta luôn quên về xác ta hiện tại. Hãy nhớ về chánh pháp Đức Phật dạy, đừng trôi theo ngôn ngữ của ai hết. Hãy đi về đó đi. À, pháp nó đang hiện khởi. Ở đây thì đang có âm thanh, chỉ có cái nghe, có đôi khi có suy nghĩ, có đôi khi có tham, tùy theo duyên mà chúng sanh khởi. Có đôi khi chúng tôi thuyết pháp, nhưng mà có tâm chú ý nghe, có tâm thì tham sinh khởi. Và chúng ta hãy để ý chúng là những khoảnh khắc của pháp, chúng ta sẽ chợt nhận ra được các pháp sinh khởi do duyên, và không có ai điều khiển được các pháp. Chúng ta sẽ hiểu được lý vô ngã trong mọi hoàn cảnh, thì chúng ta sẽ không bị dính mắc vào bất cứ đâu cả. Hãy để cho chánh pháp được vận hành, chúng ta chỉ khéo nghe và khéo như lý tác ý. Đừng có cố tìm và đừng có cố thực hành một điều gì cả, mà hãy như lý tác ý về cái đang sanh khởi. Chúng tôi chỉ biết nói như vậy thôi, còn tất cả tùy theo các bạn.
Bây giờ thì con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddham bhagavantam abhivademi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo cao thượng, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật là xứng đáng làm thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là phương linh diệu dược, chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và hành theo giáo pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là có duyên lành được thấy, được chứng đắc được lý tứ thánh đế và chấm dứt khổ đau. Phước báo do đành lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng các bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đấu Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và có đức tin trong sạch nơi chánh pháp, thực hành diệt pháp của Đức Phật, ngõ hầu có thật nhiều thánh chúng trong giáo pháp của Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay chúng con xin chia sẻ câu kệ số 303. Con xin đọc một lần. Sutho silena sambando yaso phoga sammapito yang yang padesang phachati tatha tathe wa puchito. Văn xuôi được ngài dịch, hình như ngài in chát lên đá rồi phải. Ngài dịch là người có đức tin đầy đủ về giới, đạt được danh vọng và của cải, giao thiệp bất cứ ở địa phương nào đều được tôn vinh tại chính nơi ấy. Câu pháp cú này vô cùng là sâu sắc, chứ không phải theo cái nghĩa bình thường như chúng ta nghĩ. Chút nữa chúng ta sẽ hiểu về giới và đức tin như thế nào. Chúng ta, cái từ sát thô hay sát thá đó, nó là một cái tính từ lam thánh. Ở câu kệ này nó chia theo chủ cách, chỉ cho người có đức tin. Người như nào là người có đức tin? Chúng ta cần phải biết người như nào là người có đức tin. Chúng ta đọc từ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, liệu chúng ta có đức tin chưa? Chưa đâu. Nếu chúng ta có đức tin thì hàng ngày sao chúng ta lại phá giới? Chúng ta lại làm hủy hoại Phật Pháp? Trong những chiếc y cà sa đẹp vô cùng ở bên ngoài như vậy, chỉ những người thật sự biết về Pháp thôi. Silena, từ Sina là danh từ trung tâm. Ở đây chia theo sử dụng cách bằng giới. Và chúng ta biết nè, giới thì các cái sắc pháp thì chúng không có giữ giới được. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chúng không có giữ giới được. Như vậy tâm tham sanh khởi thì liệu có giới được không? Si sanh khởi liệu có giới được không? Chỉ khi nào thiện pháp có mặt thì mới nói đến giới.
Do vậy chúng ta cần phải biết rất rõ về ba giới chân đế, tức là giới thiện, giới bất thiện và giới vô ký. Ngày nào mà chúng ta còn nằm trong, kể cả là thánh nhân còn nằm trong về thiện giới và ác giới, thì giới của chúng ta chưa hoàn toàn được thanh tịnh. Nó chỉ thanh tịnh một phần. Chỉ khi nào giới vô ký thì nó mới thanh tịnh hoàn toàn. Vậy để chúng ta thấy cái mà xin giữ giới thì chưa có đủ. Ở đây nó phải có trí tuệ thật là thâm sâu, hiểu tất cả các mặt của các thực tại thì giới này nó mới được trí tuệ và chánh niệm bảo vệ được. Thế là chúng ta thấy cái câu kệ đó, tùy theo người hiểu sâu hiểu cạn, rất là thâm sâu lời Đức Phật dạy. Cái từ Sambandho là cái căn của nó là căn tát, tiếp đầu ngữ của nó là sang cộng với lá. Ở đây gọi là Sambatti ha. Thì nó chia theo quá khứ phân từ nên nó thành Sambandho. Nam tánh chia theo chủ cách đã được đầy đủ, xăm là tròn đủ đó, đã được sở hữu, tức là người đó đã có đức tin thật sự, thấy được chân lý tứ thánh đế rồi đó, chạm được nó nên là có đức tin với Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, tinh nghiệp và quả của nghiệp, thật sự thấy rõ được thiện ác, chúng mà thấy được các pháp vận hành theo nhân duyên của nó. Như vậy chúng ta thấy được rằng là ngũ uẩn này là gì? Ngũ uẩn này chúng ta khéo như lý thắc ý để tạo ra một ngũ uẩn sâu để giải thoát luân hồi, hoặc là chứ không có cái ngũ uẩn, chứ không phải là có tôi trong giải thoát, không phải vậy đâu. Mà cũng cái ngũ uẩn này nếu mà vô minh thì lại tiếp tục tạo ra một cái ngũ uẩn khác trôi năng trong sanh tử. Hãy nắm rõ điều đó, phá hủy đi cái ý niệm về ngã thì chúng ta mới thực sự có giới. Bởi vì thân kiến là nó vô cùng là khủng khiếp, ý niệm về ngã nó không cho chúng ta có giới. Nó không bao giờ cho chúng ta có giới. Nên là chúng ta luôn luôn sống trong giới cấm thủ. Chúng ta cố giữ giới cũng là giới cấm thủ. Mà khi nào chúng ta hiểu biết về sát la hiện tại, giới thiện bất thiện rất là rõ ràng, và chúng ta như lý thắc ý thẩm sát chúng thì cái giới cấm thủ này nó mới biến mất được. Còn đa phần chúng ta là giữ giới này một thời gian là khen mình, chê người vân vân. Đó là cái người mà có giới nha, có giữ giới đó. Như vậy giới này nó luôn luôn phải đi với cái chánh tri kiến về các pháp. Ở đây thì chúng ta mới thành tựu giới. Tiếp theo nữa là Yaso Phoga Samapito. Yaso cộng với Phoga cộng với Samapita. Nó là một cái hợp từ hay là nhóm từ. Ở đây nam tánh chia theo chủ cách, là cái người mà đạt được giới với đức tin trong sạch đó thì nó sẽ đạt được rất nhiều những cái danh vọng. Cái danh ở đây tức là danh thơm á, danh thơm thực sự luôn á. Của cải thì chúng ta khỏi phải nghĩ bàn ấy. Và của cải đã được sở hữu với danh xưng và tài sản. Từ giá xô là một cái danh từ trung tánh chỉ cho sự danh vọng, tiếng tâm. Cái này danh vọng ở đây tức là tiếng thơm muôn đời á, chứ không phải là cái danh vọng mà chúng ta tham đắm, chúng ta cái ngã mạn chúng ta có cái này cái kia chúng ta nghĩ, không phải. Mà đây cái, nó toát ra từ cái tâm, từ cái đức hạnh ở trong một con người mà đã vun bồi thực sự cái pháp của nó. Nó tự nhiên, nó đến một cách tự nhiên như vậy. Còn nhiều người muốn được danh, được vọng này kia đó, thì cái đó nó bằng cái tham dục chứ không phải là
từ trong này nó toát ra. Và cái từ phô gá là một cái danh từ nam tánh, chỉ cho cái sự của cải hay là tài sản. Của cải hay tài sản. Thì một người cư sĩ mà có giới, mà có đức tin đó, thì danh vọng của cải tài sản rất là nhiều. Còn chư tăng á, thì cũng danh vọng được chư tăng cung kính, rồi được Phật tử cung kính, rồi người ta cúng dường cốc liêu, xây chùa tăng xá cho chư tăng. Đó cũng là cái tài sản của một vị sư đức hạnh. Mặc dù các ngài không có để đói hoài gì tới nó, nhưng mà tự động những cái phước đó nó đến một cách tự nhiên. Nó đến một cách tự nhiên mà tốt đẹp trong cái pháp mà ngài có được đó. Cái từ văn là cái từ giá, nó là một cái đại từ quan hệ thuộc nam tánh mà chia theo đối cách, chỉ cho cái đó hay người đó, hay là thôi đôi khi là ai hay ai đó, hay là văn hay là bất cứ. Còn có cái nghĩa là bất cứ, văn là bất cứ cái địa phương nào, bất cứ cái địa phương nào, cái xứ sở nào. Pa-đê-săng là Pa-đê-xá, là một cái danh từ nam tánh đối cách, chỉ cho cái nơi, cái chỗ, cái chốn. Và tiếp theo nữa cái từ Pha-chát-tí, cái căn của nó là căn phách, nó là cái động từ. Ở đây nó chia theo hiện tại nè, giao thiệp, động từ thay hiện tại, giao thiệp hay là theo sau. Nó là tha động từ mà chia theo thể hiện tại, là giao thiệp hay theo sau. Tát thá là một cái chặng từ, chỉ cho ở đó, hay là cái chỗ đó, hay cái nơi đó cũng được. Tát thá là đâu đâu, hay là bất cứ đâu, đâu đâu hay bất cứ đâu. Tát thê quá bằng át thá cộng với ê quá, nó là bất biến phân từ. Ê quá là cái nghĩa của nó là chỉ. Còn cái từ cuối cùng là cái từ Puchito. Puchito là căn của nó là căn put, là Puchati đó. Nó chia theo quá khứ phân từ. Ở đây câu kệ này chia theo quá khứ phân từ. Nam tấm chia theo chủ cách, là đã được tôn vinh, đã được kính lễ. Đó là những cái từ vựng mà chúng con xin trích nghĩa ở đây cho quý vị. Và ở đây ngài dịch là tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản. Chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Chỗ ấy được cung kính. Đó là cái câu kệ mà chúng con vừa đọc xong. Bây giờ thì con xin đọc về cái tích truyện của câu kệ này. Câu pháp cú, câu kệ ngôn này thì được Đức Thế Tôn khi mà ngài thuyết câu kệ này, khi ngài ngự ở cái tỉnh xá Jetavana, đề cập đến vị trưởng giả gia chủ Chích Tá. Và chúng ta biết là gia chủ Chích Tá là Đắc A La Hàm, rất là giỏi, và là chồng của bà Thâm Mít Cá hả? Chúng nhớ nằm. Và cái câu chuyện này thì đã có ở trong cái phẩm Cuồng Giải. Thì khi lúc đó, Đại Đức Amda mới bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng là, bạch Đức Thế Tôn, cái người gia chủ này chỉ đến viếng ngài mà được kính trọng như vậy. Vậy thì nếu mà đến chỗ khác, tức là chỗ mà không có Đức Phật á, không có ai hết, đi một mình, cái người cư sĩ đến chỗ khác thì có như vậy không?
Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng, này Ananda, gia chủ chích tá này đến với Như Lai hay đến với nơi nào khác cũng đều trọng đãi như vậy. Lý do tại sao vậy thưa quý vị? Lý do tại sao vậy? Tại sao mà Đức Phật lại nói là cái vị này, cư sĩ này đến với Đức Phật hay đến bất cứ đâu đều được kính trọng như vậy? Pháp là như vậy, không ai có thể thay đổi được cái tính chất của nó. Một người đã có giới hạnh giáo pháp của Đức Phật thì dầu là ở bất cứ đâu cũng đều được kính trọng, được danh xưng, được tài sản. Dầu là người cư sĩ, người đó có sanh là gia đình thấp hèn hay gia đình vua chúa, hay là trước kia là trộm cướp hay là cô gái giang hồ, nhưng mà khi một người đã biết đến giáo pháp của Đức Phật mà đã có được giới hạnh, có được đức tin nơi chánh pháp rồi, thì những cái danh xưng này, những cái tài sản này nó đến với con người đó. Và chúng ta biết là gia chủ chích tá thì bắt tới A-la-hàm nữa. Này anh đó, gia chủ chích tá này đến với Như Lai hay đến nơi khác cũng đều được trọng đãi như vậy. Vì do nhờ lòng tịnh tính, giới hạnh trang nghiêm nên đến bất cứ nơi nào cũng đều được kính mộ. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: người có niềm tin và giới hạnh, có thiên tài, thành đạt địa vị và tài sản của bậc thánh giả, người ấy ở đâu cũng có, cũng được quý trọng, bất cứ trên cái lãnh thổ nào. Và chú giải thì giải thích rằng cái từ xuất thô, sắc thô đó, là người có niềm tin, có đức tin, thế gian và siêu thế. Tức là có đức tin ở thế gian là biết đến giáo pháp, Đức Phật, và biết đến những cái pháp thiện ác ở thế gian, theo chiều hướng thế gian, và biết được, đạt được cái pháp siêu thế, xuất khỏi thế gian. Từ Silena đó thì nó có hai loại giới. Và chúng ta biết là giới chế định thì là giới của người tại gia, thì là năm giới, tám giới. Nhưng mà trên thực tế thì người cư sĩ đó giữ được rất nhiều giới, chứ không phải là năm giới, tám giới đâu. Đức Phật nói căn bản thôi, chứ người cư sĩ, nếu mà chúng ta thực sự đi vào tứ niệm xứ, tự động tâm tánh của chúng ta nó giữ được rất nhiều giới, chứ không phải là năm giới hay tám giới gì đâu. Và chúng ta thường bị cột chặt vào cái chỗ đó, nên là chúng ta không có mở rộng tâm của chúng ta ra để chúng ta nghiên cứu về giới hạnh, để mà chúng ta phát triển cái con đường đức hạnh của mình, và chúng ta làm thế nào đó để mà hộ độ cho chư tăng được một cách tốt đẹp, để cùng nhau để giải thoát. Và chúng ta thấy được rằng là con người Việt Nam của chúng ta là một người cũng rất là thông minh, nhưng mà rất là ích kỷ. Rất là ích kỷ. Và họ cứ nghĩ rằng chỉ có mình biết thôi, mình đi dạy người khác thôi, còn mọi người khác là ngu hết. Đó là một điều sai lầm rất lớn. Giáo pháp của Đức Phật để mở rộng, để chia sẻ, để lòng từ bi nó trải dài, nó bao la bất tận, chứ không phải để mình nhốt một vài cái con thú ở trong đồng để mình dạy cho nó.
Nên là chúng ta, giáo pháp của Đức Phật không được mở rộng được nhiều. Còn người Phật tử thì không bao giờ đọc về giới hay là cuốn luật tạng bao giờ hết, hiếm. Thậm chí ít có người thấy được cái điều đó. Về người tại gia, còn người xuất gia thì giới gồm có 257 giới. Vị tỳ kheo 10 giới hay là 105 giới là vị sa di. Thời bây giờ thì không có tỳ khưu ly, nhưng mà ở Việt Nam của mình thì các cô cũng mới thành lập tỳ khưu ly. Và chúng ta thấy tất cả pháp nó đều do duyên khởi hết. Nên là chúng ta thấy khoảnh khắc trước chúng ta là ngạ quỷ, khoảnh khắc này là tham sân si, khoảnh khắc sau đó là bậc hiền nhân rồi. Tất cả pháp đều do nhân duyên hết. Nếu mà chúng ta không nắm bắt được cái điều này thì chúng ta sẽ không hiểu giới nó chỉ là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi của thiện, của chánh niệm. Và chúng ta cứ nghĩ rằng tôi phải giữ giới chứ không có hiểu giới là gì. Để cho nó thành tựu giới thì làm sao mà có giới. Giới của bậc xuất gia thì có 207 giới là giới chính. Trong vị tỳ khưu thì chúng ta biết được rằng, nhưng mà trên thực tế thời buổi bây giờ thì các ngài chỉ còn có 170-180 giới thôi, bởi vì những cái phận sự của tỳ khưu ni này kia thì không có. Mình, người nào mà nói rằng cái vị đó giữ 207 giới, có đâu mà giữ. Không có, phải mà Đức Phật nói cái, những cái giới đó, những cái giới đó là nó biểu hiện. Thế mà cái phạm vi đó đó, lúc nào thì cũng phải ngăn ngừa, phải hiểu rất là rõ ràng về giới thì mới có giới hạn được. Nên là chúng ta thấy người có giới đâu phải là chuyện dễ dàng. Vì sao chúng ta không có được danh xưng tốt đẹp? Vì sao chúng ta không có được những cái tài sản tốt đẹp của trời, của người này kia? Là do chúng ta không có thành tựu giới hạnh với đức tin. Đừng có nghĩ rằng tôi đi vào chánh pháp, tôi quy y Đức Phật lâu rồi, tôi có giới hạnh, tôi có đức tin. Chỉ những người nào được nghe diệu pháp mà có trí tuệ hiểu biết được cái cốt nổi, cái khổ thực sự luân hồi và khổ, hiểu tất cả mọi khoảnh khắc, không có một con người, không có ai đó, mà chỉ có các pháp, chỉ có các giới của nó thể hiện. Chỉ có giới thiện, giới bất thiện, giới vô ký, nó thể hiện những cái phẩm tính của nó lên thôi. Tâm nó sanh khởi không phải để không làm gì cả. Bất cứ một tâm nào nó sanh lên, nó phải làm một cái việc gì của nó rồi nó diệt đi. Chứ không phải nó sanh lên rồi nó không không ở đó được. Tâm thấy nó sanh lên thì nó phải thấy đối tượng thị giác, tâm nghe thì nó phải nghe âm thanh. Đó là cái giới vức của nó, không thể thay đổi trong mọi thời gian, mọi không gian, mọi kiếp sống. Không phải tôi tham, không phải bạn tham. Mà tham này nó sanh khởi do duyên. Do duyên con mắt, hay do duyên lỗ tai, hay do duyên lỗ mũi, do nghe ngửi mùi. Không phải cái tham nào nó cũng giống cái tham nào. Nhưng mà cái tính chất tham của nó
thì nó vẫn mang cái bản chất của nó là như vậy. Chúng ta không hiểu giới là cái gì thì làm sao mà chúng ta có giới được. Chúng ta phải là người có giới, hiểu về giới, không phải để giữ giới. Không có ai giữ được giới, nó có sanh khởi đâu mà giữ giới. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được nó, khi nó chúng ta hiểu về các pháp, khi nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày, thì lúc đó do nghe thẩm thấu như vậy, nó vừa chạm đến cái như lý tác ý, nó loại bỏ những cái bất thiện đó, chánh niệm tỉnh giác liền, lúc đó mới gọi là giới. Bạn có thành tựu giới hay không? Từ văn văn á, à từ Yasopho-gat-sammapito là người có địa vị. Như ở trong tăng chúng thì các ngài được các vị, dầu là các ngài còn nhỏ tuổi nhưng mà cũng được các vị lớn tuổi này kia, hay là các vị rất là kính trọng bậc có giới hạnh. Bậc có giới hạnh ở đây tức là các ngài toát ra từ cái cư xử giới nhà giới hạnh. Giới hạnh nó thể hiện ở cái cư xử thân khẩu ý của mình đối với mọi người xung quanh. Nếu mà lời nói của bạn mà nó phát xuất từ tâm bất thiện thì lúc đó không có cái gì gọi là có giới ở đó. Đó lúc đó không phải là bị trưởng não ở đó đâu. Do việc đó có 80 hạ, nhưng mà nói năng với những cái người học trò này kia đó, bằng cái tâm ngã mạn ganh tị cống cao ở đó, làm gì có giới ở đó mà giới. Nhưng có giới ở đó, giới là cách cư xử trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bạn muốn biết có giới hay không, hãy coi cái cách cư xử của mình đối với mọi người, giới của mình trong sạch hay không. Giữa đám đông, giữa những cái nói chuyện ồn ào, giữa những cái người đang nói chuyện về dục, về tham này kia, đó, bạn phát ngôn ra bằng cái gì? Đó, giới đó, nó thể hiện cái giới của bạn. Yasopho-gat-sammapito, người có địa vị trưởng giả. Ở đây thì nói đến ông cấp cô độc. Tức là ông cấp cô độc thì chúng ta biết rồi, ngài là đắc tu đồ hơn mà, là có 500 tùy tùng vân vân, và hai loại tài sản. Tức là ngài có tài sản của phàm nhân, tức là vật chất này kia đầy đủ, và những cái công ăn người ở này kia không có thiếu, và tài sản của thánh nhân. Như vậy phàm nhân chỉ đạt được cái gì? Chỉ đạt được những cái tài sản của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới, những cái vật chất thôi, nhưng mà không thể đạt được, không thể đạt được cái gì? Tín niệm tàm quý văn thí tuệ được. Vậy ở đây nói đến cái vấn đề này là giới ở đây là gì? Giới ở đây chính là vì đó đã loại bỏ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Giới của vị đó thực sự là thấm giới quẩn. Văn văn là nam tử ấy đi bất cứ nơi nào, hay là cái nữ nhân cũng vậy, cũng được ái mộ trọng đãi như vậy, và dứt pháp thoại thì nhiều người đạt được thánh quả dự luôn. Đó là tích chuyện mà con vừa kể lại cho quý vị. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, câu kệ này
là thù diệu. Người có đức tin đầy đủ về giới. Người mà không có đức tin thì không bao giờ có đầy đủ giới hạnh được. Họ không tin tưởng tuyệt đối Đức Phật, nơi Đức Phật không có tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy của Ngài. Không có tin tưởng thật sự những cái bậc thánh chúng đã chứng ngộ giáo pháp Ni Tứ Thánh Đế trong đời sống này. Mà Tứ Thánh Đế là gì? Nó ở đâu? Chắc chắn một điều, giới hạnh nó không có trong sách vở. Tứ Thánh Đế nó cũng không có ở trong những cái bản kinh. Nó đang ở đây nè. Cái nghe là khổ, cái thấy là khổ, cái đếm là khổ, cái ngửi là khổ. Tham dính mắc vào đó là nguyên nhân của khổ. Bất động xả ly đối với đó chính là diệt khổ. Và con đường chánh trí kiến trí tuệ thấy rõ những cái pháp này chúng chỉ là danh, là sắc, là vô thường, là biến hoại, không phải là con người này, con người kia. Và thấy rõ được những cái giới của nó đấy như vậy, nó nằm hết trong Lý Tứ Thánh Đế. Niềm tin vào nhân quả. Tin vào nhân quả là tin vào đâu? Chúng ta đã có bao giờ hiểu biết về cái thấy của chúng ta chưa? Tất cả những cái khoảnh khắc thấy nào đều là quả của nghiệp. Như vậy nó đang là quả luân hồi trong mắt, tai, mũi, lưỡi của ta đây nè. Như vậy quá khứ xa xôi còn nữa không? Không bao giờ còn. Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, chúng ta đã thực sự tin về quả của nghiệp chưa? Đã biết chúng là quả của nghiệp chưa? Và quả của nghiệp thì rất là ngắn ngủi, phải không? Dầu chúng ta tạo phước báu vô lượng nhưng mà cái sát la quả thì cũng vô cùng ngắn ngủi. Và chúng ta thêm một khoảnh khắc cái nào đó đã đổi đối tượng rồi. Một khoảnh khắc thấy trước đó, vừa cái đối tượng trước ập tới là bắt đầu sau đó diệt đi, chúng ta thích thú hay là chúng ta cảm thấy vui. Xong một cái đối tượng sau nó này in dấu vào nhãn căn một cái, đã có một cái thấy bất thiện sanh khởi rồi. Quả của bất thiện sanh khởi này. Đó mới gọi là niềm tin, đó mới gọi là đức tin. Đó mới gọi là đức tin, đó mới gọi là chánh tín trong giáo pháp của Đức Phật. Chứ còn chúng ta nói nhân quả ở đời trước tạo như này, sau này tôi sẽ được như này, cái đó nó đâu phải là niềm tin, cái đó là tà kiến, chưa có hiểu. Hay là cái đó mới là nghe thôi, chưa có hiểu. Chưa có hiểu quả nó ở đâu cả. Hằng ngày quả luân nó luân chuyển suốt cả ngày qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta luôn luôn. Còn cái lúc ngủ say nó cũng là quả của nghiệp, nhưng mà lúc đó thôi bỏ đi, lúc đó là không có ai kinh nghiệm gì trong đó hết. Nó kinh nghiệm cái đối tượng của nó và chúng ta không biết gì về thế giới này. Và lúc đó chúng ta không có tham, không có si, không có nóng giận, không có bực bội, không có ghét, không có thù, mà không biết chúng ta là ai hết. Như vậy những cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm của chúng ta, nó là quả của tiền nghiệp đó. Và ngày mai cũng vậy thôi, ngày mốt cũng vậy, và tái sanh sau cũng vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là kiếp sống của chúng ta
chỉ là ngũ uẩn luôn luôn thay đổi sanh và diệt. Như vậy chúng ta mới thấy được rằng sao? Rất khó để mà cho tứ niệm xứ nó sanh khởi. Nếu mà chúng ta không nghe đúng, không hiểu đúng về các pháp đang sanh khởi nơi sáu căn này, đường vào tứ niệm xứ là không có. Chúng ta không có trang bị giới hạnh và chi kiến đủ thì tứ niệm xứ không bao giờ sanh. Nhớ như vậy. Như vậy chúng ta thấy nghe chánh pháp là một điều tối cần thiết. Mà nghe chánh pháp từ ai nữa kìa. Nghe làm sao mà nó đầy đủ chi kiến, nó thấy biết rõ ràng, nó không còn đặt niềm tin vào bất cứ cái gì ngoài cái sát na hiện tại của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, của suy nghĩ ở trong đời sống hàng ngày của mình nữa, thì mới nói đến cái chuyện mà chánh tính trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng tôi đến đây để giảng dạy diệu pháp, để chia sẻ diệu pháp. Là sao chia sẻ diệu pháp của Đức Phật thôi. Không có mong Phật tử là đệ tử của tôi này, này kia. Không có. Khi mà một khi mà chúng ta đã hiểu nhân quả rồi, không có ai ở đây hết. Chỉ là những cái khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm, của cảm thọ, của tham, của sân. Vui, không phải là ai vui mà. Do xúc nó làm duyên cho một cảm thọ vui và đời nó cũng tan biến. Buồn không có ai buồn hết. Nó là một cảm thọ sanh lên và tan biến. Và chúng ta đã thấy nó chưa? Đây mới gọi là đức tin. Tin tuyệt đối vào sát la hiện tại. Chúng ta không còn cái gì hứng thú bằng cái sát la hiện tại nữa. Thì chúng ta mới có đức tin nơi Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, mới tin nghiệp và quả của nghiệp được. Chứ còn tất cả những cái gì chúng ta chưa đạt đến nó thì mới là niềm tin còn mơ hồ và còn huyễn mộng và còn nghĩ rằng đời sau tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi tạo phước báo này, tôi đạt được cái này. Không có. Ngũ uẩn này làm duyên cho ngũ uẩn khác giác ngộ. Thế mới là diệu kỳ, chứ còn có cái tôi ở đó thì làm sao mà giác ngộ được. Nên là không có ai tu tập hết. Nhớ như vậy, không có ai hành thiền hết. Nếu có ai hành thiền đó là tà kiến. Mà chỉ có trí tuệ hay vô minh về các pháp đang có mặt mà thôi. Nếu nghe đúng như lý tác ý thì pháp nó đã có mặt ở rồi, ở đó rồi. Sắc thì nó không có hành thiền, cái thấy thì nó không có hành thiền, cứng mềm lóng lạnh nó không có hành thiền, thấy nghe ngửi nếm đụng nó không có hành thiền, mà chỉ có trí tuệ hiểu được nó hay không hiểu được nó, chứ nó vẫn diễn ra trong đời sống hàng ngày. Dầu bạn muốn hay không muốn, muốn cũng là pháp do duyên sanh, mà không muốn cũng là pháp do duyên sanh. Tất tần tận, hễ mà chúng ta hiểu tất tần tận, mỗi khoảnh khắc chỉ là các pháp sanh khởi do duyên của chúng, thì mới nói đến cái chuyện tứ niệm xứ. Bởi vì bao giờ cũng vậy, nếu mà chúng ta chưa phá hủy được vô ngã, phá hủy được ngã, ý niệm về ngã, thì làm sao mà chúng ta đặt niềm tin vào cái gì? Vậy chúng ta tu tập vẫn còn nghi ngờ. Chúng ta còn nghi ngờ. Chúng ta còn nghi ngờ nên chúng ta phải tìm một cái chỗ nào đó, tìm một cái phương pháp nào đó, tìm một cái vị thầy nào đó, một cái vị nào đó để mà chúng ta tu tập này kia chứ. Còn nếu mà chúng ta nhận chân được cái thực tại rồi thì sao? Thì Đức Phật nói là ai thấy pháp người đó thấy Như Lai. Ai thấy pháp là người thấy Như Lai. Thấy pháp là thấy làm sao? Ai thấy cái pháp? Nhìn tin ở đây nè, thấy pháp là thấy gì?
thấy cái thấy nó chỉ làm cái công việc thấy, nó chỉ thấy đối tượng thị giác thôi. Đối tượng thị giác không có thấy nó, và con mắt cũng không có thấy đối tượng thị giác. Và cái thấy này nó sanh khởi, nó rất là ngắn ngủi và nó diệt đi. Khi mà có cái nghe sanh khởi thì cái thấy nó đã diệt tận từ lâu rồi. Hai cái này muôn đời nó không bao giờ gặp nhau. Như vậy nếu có tôi, có ta gì ở trong đó không? Không có ai ở trong cái thấy hết. Sắc cũng không có ở trong cái thấy, mà cái thấy cũng không có ở trong sắc. Chúng ta có nghe gia chủ Chí Tá nói rằng con bò đực với con bò đen với con bò trắng không? Hai con bò này nó không cột với nhau, mà chính cái dây gì? Cái dây thằng nó cột cái con bò lại. Tham ái, sầu. Nên là chúng ta không hiểu về cái nghe cái thấy đó. Sau cái đó là vô minh nó sanh khởi. Dây thằng nó chói. Nên là thế giới này chúng ta già chết, chìm đắm sanh tử luân hồi, do chúng ta không liễu ngộ về nghe thấy ngửi nếm xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Chỉ có nhiều đó. Và chúng ta tưởng rằng Đức Phật dạy cái gì, chúng ta nghĩ là nó cao siêu, thần thông biến hóa. Chúng ta nghe, chúng ta bị quên mất. Đức Phật bao giờ cũng nói, này Ananda, mắt là vô thường hay là thường? Bạch Đức Thế Tôn, mắt là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Có phải chăng gọi cái ấy là của ta? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Phải không? Phải không? Đức Phật luôn luôn nói cho chúng ta biết lý tứ thánh đế ở trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta nè. Nếu chúng ta liễu ngộ được nó, chúng ta phá hủy được vô minh và tham ái. Ở đây không có ai hết, không có con người nào đâu. Chỉ có cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái sắc, cái mùi, cái màu, cái vị. Hằng ngày chúng ta thấy hằng ngày chỉ quanh quẩn những cái danh này, với xin lỗi chứ có 12 cái sắc thô thôi, mà chúng ta còn chưa biết, chưa hiểu về nó tận tường trong đời sống hằng ngày, nói chi đến những cái sắc tế. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy là chúng ta thấy ai đó hay con người nào đó, chúng ta nghĩ về rồi. Chứ chúng ta đã biết được đối tượng thị giác thật sự không phải người đàn ông, đàn bà gì không? Nói đến đức tin. Chúng ta biết khi bà thấy cái này, thấy pháp này này, thì người ta có bỏ Đức Phật được không? Có bỏ giới hạnh được không? Không, tự động. Tự động cái trí nó thấy luân hồi đáng kinh tởm. Những cái tạo ra những cái ngũ quẩn, những cái vô minh nó lại tạo ra những cái xác chết, những cái thứ bẩn thỉu ô uế mà cứ chấp tôi ta rồi. Thậm chí là bữa nay thì là thầy trò, ngày mai là nó chém lộn rồi. Vậy thì cái gì vậy? Có phải là Đức Phật nói toàn là những cái phiền não lậu hoặc nó ẩn chứa trong cái ngũ quẩn này, phải không? Thế giới này chỉ có năm quẩn, vô lượng năm quẩn, sanh và diệt thôi. Không còn cái gì nữa cả. Các bạn có đi, các bạn tìm ở đâu thêm nữa không? Không có. Không bao giờ có. Đó, cái người nào mà đạt được cái niềm tin như vậy, niềm tin tuyệt đối. Cái niềm tin này có phải do nghe hay là do quảng cáo hay nè, do người ta đẹp hay do người ta thuyết pháp hay mà mình tin theo không? Cái niềm tin này á, người ta nghe lời Đức Phật, lời của bậc thánh nhân, lời chân ngôn mà người ta chứng thực được trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và người ta thấy tất cả cái thế giới của nó chỉ là danh và sắc huyễn mộng này. Đó, người đạt đến cái sự bất động đối với tam bảo, với giới hạnh, với nhân và quả. Nên là cái người đó
mới đạt được cái danh vọng. Danh vọng ở đây chúng ta biết rồi, mọi tiếng tốt, tiếng thơm, người đời cung kính, rồi được danh xưng. Si lê nắp, ở đây chúng ta biết nè, và tại sao cái từ chánh tính này nó không có trong bát chánh đạo? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh đấng, chánh niệm, chánh định. Tại sao vậy? Ở trong đó trí tuệ đã đến nhiễu ngộ các pháp là sự thật, thì còn cái gì mà phải niềm tin nữa? Chứng đắc như thật như chân này. Cái đó là thành tựu. Si lê nó, chúng ta biết rằng giới hạnh là mấu chốt của những người con Phật. Người con Phật có đẹp đẽ hay không, không phải ở vẻ bề ngoài, mà người con Phật đẹp hay không ở cái cách cư xử, ở cái giới hạnh của mình. Nhưng mà giới hạnh này không ai tạo ra chúng được, nên là có nhiều ngài bị những cái phiền não nó chi phối. Có nhiều người xuất gia bị nhiều những cái nghiệp nó chi phối. Không ai muốn mình là không có giới hạnh cả, nhưng mà muốn thì không có được. Vậy thì mỗi người ở những cái cấp bậc giới hạnh nó khác nhau. Mỗi một người tiến bộ trong cái tâm linh nó khác nhau. Mặc dầu là chúng ta vào trong chánh pháp, ai ai cũng nghĩ rằng tôi giữ giới hạnh như vậy, nhưng mà cái cách cư xử này kia đó thì nó mới thể hiện cái giới hạnh thực sự của nó. Và phiền não nó đã chi phối rồi thì bạn có ở đâu, có ở trong chùa, bạn có che chắn cỡ nào ấy chăng nữa, người đời ta không có để ý bạn, mà có để ý cũng chẳng làm gì được. Người ta có khen có chê cũng phiền não nó cũng không coi là cái gì hết, chứ đâu có phải là mình nghĩ mình sợ người ta khen chê để mình ấy được nó. Không, các pháp luôn luôn phải hiểu các pháp là vô ngã. Nên là chúng ta thấy chúng ta phải hiểu về giới, chứ không phải là chúng ta ôm giữ cái giới khi mà nó không có, đâu phải. Mà giới là gì? Chúng ta phải nhớ nè, tác ý, chủ ý. Như vậy là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó không có những giới. Như vậy giới hạnh này nó nằm ở trong ý môn. Như vậy cái ý môn mà chúng ta không biết được nó thiện và bất thiện, rõ biết như thế nào, thì chúng ta không có biết lúc nào có giới thiện, có giới là bất thiện. Chúng ta không thấy sự nguy hiểm của bất thiện trong cái cử chỉ hành động của chúng ta, lấy gì mà có giới được. Không, các pháp là vô ngã. Ở đây chúng ta phải hiểu nè, không có ai ở trong này điều khiển được cái gì hết. Tất cả nó đều tùy thuận vào các duyên của nó. Có người ta nghe câu pháp mà người ta hiểu rồi, có người người ta nghe cả đời, nghe còn ngu thêm nữa. Chúng ta nên nhớ nè, nếu mà nghe cái người không hiểu biết thì càng nghe càng ngu, chứ đâu có phải là nghe diệu pháp là thông minh, là trí tuệ đâu. Nghe cái người mà thuyết pháp mà không có đúng mực trong pháp bảo á,
trí tuệ nó cũng không sanh được. Như vậy là không phải là tôi giữ giới hay ai giữ giới, mà giới là những cái phẩm chất của tâm. Nhớ, phải luôn luôn nhớ là giới hạnh là những phẩm chất của tâm. Như vậy là cái người nào biết rõ thiện và bất thiện, thấy sự nguy hại của chúng, thì người đó luôn luôn bồi bổ các thiện pháp. Mà bồi bổ thiện pháp chính là bồi bổ cho giới hạnh của mình. Và đương nhiên rồi, người mà hiểu biết như vậy thì có tuệ nó đi đằng trước không? Trí tuệ nó đi đằng trước, nó ngầm ở đằng trước này nè. Đó, cái trí tuệ nó ở đằng trước đó, cái chánh tri kiến đó. Do vậy Đức Phật nói rằng có hai pháp không bao giờ nó tách rời. Người nào có giới hạnh, người đó có trí tuệ. Người nào có trí tuệ, người đó dứt khoát là có giới hạnh. Nên là minh và hạnh không bao giờ mà nó bỏ nhau được hết trơn á. Làm sao? Dạ, chúng con không còn nghe sư nữa. Con kính thỉnh sư tuệ.